Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải có kế hoạch tổ chức vận tải hành khách bằng đường sắt từ ngày 1 tháng 10, một số doanh nghiệp đường sắt đã lên phương án chạy lại nhiều đôi tàu và áp dụng chính sách giảm giá vé để thu hút khách. Cụ thể, ở phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ tháng 10, đơn vị dự kiến chạy lại hàng ngày các đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng. Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng dự kiến chạy thêm tàu dịp cuối tuần. Ở phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn dự kiến chạy lại đôi tàu khách thống nhất SE8, SE7 giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Bên cạnh đó, để thu hút hành khách, các đơn vị cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá từ 7 đến 10%, tùy theo mác tàu, loại chỗ và ngày đi tàu trong tuần.